tuổi. Là bỏ hết hoa rồi. Dù gì bẻ thêm một cái. Đừng có like, mình subscribe nha. Đừng có like. Bài phân tích hoa đã học rồi đúng không? Nghe các cách phân tích hoa học rồi. À, trước khi vô làm phân tích hoa thì làm cái kiểu hoa qua trước, cái kiểu hoa qua cuốn qua cầu mà. Tiền. Khi mà mình thi, nghe là hỏi là nhìn cái hoa cầm hoa lên coi cái nó kiểu hoa qua là cái gì trước cái. Đúng đúng. Theo nhiệm vụ đó mình phải làm. Rồi sau đó mình sẽ xem cái nó đơn tử diệp hay song tử diệp. Nếu song tử diệp thì cánh hoa giữa nằm dưới, đơn tử diệp thì cánh hoa giữa nằm trên. Bởi vì trong nhóm này mình không có họ đậu điệp nha. Rồi sau đó tiếp theo mình sẽ đi từng vòng của nó để mình xem. Nhưng mà trước khi mở hoa ra thì xem những cái đặc tính gì mà khi mình không mở hoa thì vậy thì nó là đậu, nó là song tử diệp hay đơn tử diệp. Bữa nay mình học bài gì? Vậy xong tử diệp phải đơn tử diệp? Xong tử diệp. Xong tử diệp. Thường thì xong tử diệp nó sẽ có cái hoa mẫu. Mẫu mấy? Mẫu 5, mẫu 4. Tuy nhiên ở một số cái nhóm hoa cổ lỗ trước thì nó sẽ có mẫu 3 nha. Nhưng mà đơn tử diệp thì thường nó sẽ có mẫu 3 thôi. Nhưng mà xong tử diệp nó có thể có mẫu 3 này. Sau đó chúng ta coi cái hoa nó đều hay không đều, để khi mà mình vẽ, mình cái đường mình vẽ nó là tròn hay oval, mình biết đường mình viết vào trong cái hoa thức nó là đều hay là không đều nha. Rồi coi nó hoa lưỡng tính hay là đơn tính thì chúng ta coi từ từ, từng phòng phân tích từ từ khi nào mình thấy được cái biểu hiện của nó có hạt phấn rồi nõn cắt ra, mình thấy được cái nõn ở bên trong, bầu nõn cắt bầu nõn ra thấy được nõn thì đó là qua lưỡng tính. Còn nếu chúng ta thấy được một phần thôi thì nó là đơn tính. Rồi như vậy thì sao, khi phân tích sơ cái phần đó thì chúng ta sẽ tiếp tục mở từng phần nó ra, mở đài của nó coi bao nhiêu lá đài dính hay rồi từ cây hoa của nó đạt cái gì để chúng ta mới vẽ được. Hai cánh hoa cũng vậy, tương tự như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thứ nhất là chúng ta có nhóm đa tâm bì. Nhóm đa tâm bì thì mình sẽ có hai cái hoa, một cái hoa đại diện cho đa tâm bì rồi và một cái hoa đại diện cho đa tâm bì dính. Đa tâm bì, đa tâm bì, vậy tâm bì là gì? Mình gọi là đa tâm bì. Tâm bì là gì? Tâm bì được tạo ra từ lá nõn. Một lá nõn như thế này khép kín lại như thế này chúng ta được một tâm bì. Thì bầu nõn có thể có một tâm bì hoặc nhiều tâm bì. Các tâm bì này có thể dính với nhau hoặc rời nha. Thì nếu như lá nõn rời như thế này và sau đó nó được ngăn cách và nó tạo thành một cái chùm trái, chúng ta thấy mỗi cái trái là một cái tâm bì nhỏ nhỏ rời nhau thì ta gọi đó là cái bầu nõn đa tâm bì nha. Đa tâm bì rời. Nhưng mà cũng có thể là trước khi tôi hình thành, tôi hình thành như vậy xong đó tôi dính lại với nhau rồi tôi mới hình thành một cái bầu nõn chung, thì lúc đó tôi sẽ có đa tâm bì dính. Thì đa tâm bì dính nó sẽ có hai dạng, dính kín và dính hở. Thì ở đây chúng ta có đây là hoa đa tâm bì rời. Vậy thì muốn biết nó đa tâm bì thì phải biết bầu nõn của nó là chỗ nào nha. Thì chúng ta quan sát cái hoa này xem được nó nằm chỗ nào, đài đâu, cánh đâu nha. Rồi sau đó mình mở ra từ từ từng phần để chúng ta xem. Và chúng ta cắt cái bầu nõn ra để chúng ta xem. Cô không nói để mình tự làm nha. Khi phân tích thì nguyên bàn này mình chỉ có khoảng mấy bông như thế này, thì chừa lại một hai bông để một chút cô sửa bài thì nó cứ còn cái để mình cứ mở ra coi tiếp nhớ ha. Rồi cái hoa thứ hai này là chúng ta có cái hoa súng là đa tâm bì dính. Thì cái bông súng này nó hơi khó phân tích nhưng mà chúng ta vẫn làm được. Thì như bữa trước cô nói rồi, các thành phần của hoa có thể sắc hơn vòng hoặc sắc hơn cánh ốc nha. Thì xem thử cái hoa này nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích cái hoa này. Phân tích cái hoa này cho cô đầy đủ, không cô không yêu cầu vẽ nhưng mà phân tích đầy đủ hết. Cô hỏi tới đâu biết tới đó, không vẽ hoa này. Nhưng nếu vẽ thì cũng được nhưng mà vẽ thì nó hơi khó nên cô không yêu cầu nó cứ vẽ nha. Phân tích thôi. Rồi hoa này thì phải vẽ nha. Hoa công chúa là chúng ta phải vẽ, nó đều nó rất là đơn giản. Nhưng mà hoa súng này cái cánh nó rất là nhiều, chúng ta khó vẽ. Thì chúng ta phân tích cho cô. Tiếp theo nữa chúng ta đi về cái nhóm vô cánh nha. Nhóm vô cánh thì chúng ta sẽ có cái thứ nhất là hoa này là tigon. Nhóm vô cánh thì có cánh không?
Nè, những vô cánh chúng ta có tigon nè, chúng ta có cái này là cái phi lao nè. Thì cái tigon này vẽ quan sát và vẽ cái hoa đồ cho cô, và cũng tương tự trước khi vẽ hoa đồ thì phải biết được cái tiền khai hoa của nó và các cái gì đó liên quan trong cái phần phân tích hoa nha. Hoa này nhiều lắm, thành ra chúng ta làm rất là dễ. Bầu nõn thì nó nhỏ, đối với cái bầu nõn của hoa này thì nó bé, và khi mà nó bé như vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta để ở trên cái làm chúng ta cắt đó. Nên đó là khi mà chúng ta tìm được cái bầu nõn của nó nè, đây là bầu nõn nó rất là bé, chúng ta sẽ để ở trên cái bàn tay này nè, cầm nó ngang như thế này và để giữa lam sẹt nó nha. Để cái mẫu thôi, đừng lấy cái tay mình ha. Rồi, cố gắng điều chỉnh làm sao để mình cắt, chỉ cắt mẫu thôi, không cắt tay. Rồi, hoa thứ hai, vậy là mình có hai hoa để vẽ, một hoa phân tích. Hoa thứ ba là hoa phi lao. Phi lao cũng thuộc cái nhóm vô cánh. Hoa nằm chỗ nào ta? Đây là cô cầm cái gì đây? Cô đang cầm cái gì? Cái nhánh hay là cái lá? Thì một nhánh hay một lá két? Một nhánh. Rồi cô cầm cái này. Cái gì? Nhánh hay lá kép? Nhánh, nhánh thì có màu xanh. Tại nó có nhịp lục, có màu xanh thôi, kệ nó. Nó màu xanh kệ nó. Đây, lá nó đâu? Đây. Bên mình thấy nó nhọn nhọn, bên mình thấy nó có răng cưa, thì lá của nó là mấy cái răng cưa nhỏ xíu này thôi. Do đó lá nó không có quang hợp được, chính vì vậy mà cái thân của nó sẽ làm nhiệm vụ quang hợp. Nha. Và chính vì đây là một cái nhánh. Nha. Thì trên cái ngọn nhánh này mình thấy nè, nó bình thường, nó có ra được. Đây chính là phát qua đực. Nha. Đây là phát qua đực nằm đây. Nha. Phát qua đực đây. Và phát qua cái là nó nằm sát ở trong cái phần này. Như này nó không có phát qua cái rồi. Phát qua đực không? Cái nào nằm sát ở đây. Nha. Và sau đó nó ra cái trái. Biết cái trái phi lao không? Giống như trái khóm một xíu vậy ta. Nó nằm ngay đây, thì đó là phát qua cái, còn đây là phát qua đực. Nhiệm vụ của mình để cái phát qua này dưới kính lúp để quan sát coi thấy được cái tiểu nhị, thấy được các thành phần của nó hay không nha. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có một cái hoa nữa là qua lốt, hoa qua sung trước đi. Qua sung là cũng thuộc cái nhóm khô cánh nha. Thì qua sung đặc biệt cái quả, nếu nói về quả thì quả giả, còn hoa nó sẽ đây. Chúng ta đi từ cái cuốn, thì từ cái cuốn này lại đây, cái nhóm này là nhóm hoa cái, mà hoa đực nó nằm ngay chỗ cái phần cái lỗ đối diện đó nha. Thì hiện giờ ở cái hoa mà ở cái trái mà còn xanh như thế này thì hoa cái nó đã thụ hết rồi, nó đã thành trái. Nó cứ mở cái phần bên dưới này ra, mấy đứa sẽ thấy cái trái của sung. Thì cái trái của sung nó giống như cái hột mít vậy đó, biết hột mít không? Ăn cái hột mít, ăn cái bao ngoài xong mình còn trong có cái bao cái hột đó, thì cái đó là chính là cái quả thật của cái trái mít. Thì cái quả sung nó giống hệt cái đó, nó có một cái lớp bao thật là mỏng cộng cái hột bên trong, cái hình dáng nó giống như vậy nha. Thì nó làm sát ở phần này, chúng ta mở ra chúng ta coi. Và sau khi cái trái này mà đến nỗi cái trái giả này mà nó chín luôn á, đỏ lên luôn, thì cái phần qua đực này mới bắt đầu trưởng thành nha, thụ. Còn bây giờ là nó không có thụ, nó còn nhỏ xíu ra, mình nhìn thấy nó còn bé đây. Có một số cái thì thấy được, cái bao phấn số cái chưa thấy được luôn, nghe nó còn nhỏ. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có cái hoa này là hoa, đây là biết cây này không? Biết cây này không? Nó còn tròn, bạn này dưới quê biết nè. Cái mối, cái mối này mình dò ra giống như sâm vậy đó. Không, nó dính với cây gì thì cũng không biết. Cô dò ra giống như sâm mà không được. Thì sao sao hay vậy? Mối này dính với cây sâm. Cái sâm nó không đắng, còn cái mối này nó hơi đắng, ăn nó hơi khó. Nha, thì giờ đây là cái phát qua của nó. Phát qua này kiểu gì nhìn chú nhìn ra xem ha. Để dưới kính thì mình thấy được cái kiểu, thấy được cái gì. Rồi tiếp theo nữa còn cái hoa nữa. Chúng ta có cái hoa này là hoa của cây gì? Cây gì? Cây nữa. Xe không có động cơ mà có khói là sẽ có lá nè. Đúng không? Chứ có xe không động cơ có khói không? Xe nướng lá lốt á. Rồi chúng ta sẽ có nguyên cái phát hoa nha. Thì đây là cái quả bắt đầu tạo ra, này là cái hoa non của nó. Thì hoa này thuộc cái nhóm người ta gọi là hoa trần, tức là không đài không cánh gì hết. Và đây là một phát hoa nha, mỗi cái hoa của nó tức là một mắt nhỏ xíu này đây, sau đó nó biến thành cái quả đây. Cái này nó mới vừa nó chưa thành quả
nó mới vừa vừa thụ xong, có cái mình sẽ lớn hơn nhiều. Để dưới kính để chúng ta coi ha, đây là kính lớp, chút mở kính lớp ra quan sát. Nếu mà chúng ta coi từ nhìn từ trên xuống thì chúng ta tắt cái đèn ở bên dưới. Nếu chúng ta coi từ dưới lên nó xuyên thấu cái mỏng mỏng thì chúng ta mới tắt cái đèn ở dưới. Chứ đến đây mình không thấy được. Nha, đây là nhiệm vụ của mình làm bây giờ là 7:45 chúng ta sẽ làm tới 8:45. Cô sẽ phân công và mấy em sẽ làm bản lên rẻ.